Xin mến chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn lại quay lại với kênh Phụ Tùng Pin Xe Cấp. Và đây là một cái cặp cầm của xe CDS 50 nha, dành cho anh em gắn 67. Lưu ý là cầm CDS thì cái tay thắng nó sẽ dài, còn CD là Bentley nó chỉ tới đây thôi nha, sẽ nó dài hơn. Đây, một cặp cầm rất là đẹp nha. Đây là cặp cầm bên trái, còi nè, nha nè. Nè, anh em gắn 67 là vô đối luôn nha. Tắt đèn, tay thắng, là tay côn, rất là đẹp. Vừa mới về một cặp lên video luôn, tay thắng, ống ga có cả ống ga bao tay luôn các bạn, này khỏi cần suy nghĩ, bao tay zin luôn nha, đó, bao tay ống ga zin luôn, có cả ống zin, nguyên bộ cơm le, giờ mới về, hàng này hiếm có, hàng này lâu lâu mới có các bạn. Rồi anh em có nhu cầu các bạn gắn cho CD hoặc là gắn cho xe chiếc quân tài là bao đẹp, gắn cho xe 67 là bao đẹp. Anh em nào đang đi xe 67 mà cổng dây ga lụt gà thì đổi qua dây quắn 81 nha. Đó, đây nó xài dây quắn này, thì thay cái cổng dây ga là xong. Rồi, anh em nào có nhu cầu xài các bạn liên hệ số điện thoại phía trên màn hình. Phương thức mua hàng, nhớ anh em nữa ở khu vực Sài Gòn, chúng ta sẽ qua trực tiếp bên shop để lấy ở khu vực bến xe miền Đông. Nhớ anh em nữa ở xa thì chuyển khoản là bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Và lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha. Lưu ý giúp mình, chuyển tiền trước ship hàng sau không ship code. Ok, cảm ơn tất cả các bạn. Nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video của Tùng Riêng, đồng thời nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mỗi khi mình lên video clip nha. Cảm ơn tất cả các bạn.